Alo, xin chào các bạn. Bây giờ thì chúng ta sẽ tới với cái bài làm bows đầu tiên. Thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cái bows và cái hình thứ nhất này. Đây là một cái vận động viên múa ba lê. Và như các bạn thấy thì cái cô gái này đứng chỉ có một chân thôi và động tác này có vẻ như là đang được di chuyển từ 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 đằng sau ra đằng trước. Nên chúng ta thấy là trọng tâm của cô gái này nó đang rất là mất cân bằng. Tuy nhiên thì do nó làm chúng ta nhìn thấy nó mất cân bằng, nhưng mà thực tế ra thì có lẽ là cái hướng mà di chuyển của động tác này là đang là từ đằng sau ra đằng trước nên nó mới như thế này. Thì sau này thì mình sẽ giải thích về các hướng chuyển động, các đường chuyển động và một cách rõ ràng hơn. Thì để phân tích cái hình thứ nhất này thì chúng ta sẽ thấy là tất cả những cái pose mà mình sẽ hướng dẫn cho các bạn ở đây gần như là nó được xuất phát điểm từ chân lên, và chúng ta cũng sẽ làm từ từ chân lên. Và ở đây thì chúng ta sẽ phân tích một chút xíu, ví dụ như bây giờ mình sẽ cái hình mình sẽ phân tích một chút xíu vào cái hình này. Thì nhân vật này chúng ta sẽ làm pose dựa trên line of action, cái chữ line of action. Đây, line of action tức có nghĩa là những cái đường chuyển động của cơ thể. Thì những cái đường cơ thể như thế này á, những đường chuyển động á, thì mình sẽ vẽ nó theo kiểu là từ dưới chân lên trên tay. Đây là hình thứ nhất, là đường thứ nhất. Đường thứ hai là đường của cơ thể từ cái hông lên cái đầu. Đây là mình có thể sẽ vẽ màu khác cho các bạn xem nhé, vẽ một cái màu khác cho các bạn. Đây là cái đường hướng như thế này. Thứ ba là đường tay. Thứ tư là đường chân. Rồi, thì đối với một cái pose bất kỳ, các bạn cũng nên thử vẽ ra những cái đường chuyển động của cơ thể như thế này, thì nó sẽ quyết định gần như là tất cả, nó quyết định gần như tất cả cái hình dáng của nhân vật của chúng ta. Bởi vì dù gì thì chúng ta cũng giống như là đang là nặng một cái hình, giống như một con rối vậy đó, thì chúng ta cũng bẻ khớp bẻ chân thôi, và nó cũng phải có những cái đường chuyển động nó đúng, nó đẹp đó, thì nó mới tạo ra được cái pose đẹp. Thì bây giờ đi đi vào cái vấn đề đi vào cái vấn đề chính của cái bài này. Đây, vẽ nó. Rồi mình kéo xuống thế này chút xíu, và lát nữa là chúng ta sẽ qua chúng ta xem lại xem là nó như thế nào. Rồi bây giờ đầu tiên là mình sẽ xác định là chân trái của nhân vật này là sẽ duỗi và chân phải là sẽ co lên. Đây, chân trái thì duỗi, chân phải thì co lên, đúng không nào? Đây, và tay 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 phải thì duỗi ra đằng sau, tay trái thì hướng lên trên, tay phải đây duỗi đằng sau. Và mình sẽ nhắc lại cho các bạn biết là cái kỹ thuật mà là làm pose cho nó nhanh á. Bây giờ các bạn có thể lưu ý là các bạn nhấn vào Control Shift để đổi cái Control Shift và cái chuột phải á, để click để đổi sang chế độ là Object hoặc là Work nhé. Hai chế độ này là hai chế độ chính mà chúng ta sẽ làm. Mà hiện tại thì mình nên nghĩ là các bạn nên sử dụng chế độ Object, tức là chế độ Object của cái mọi cái control của chúng ta. Đó. Bây giờ mình sẽ đưa cái tay trái ra đằng sau. Mình sẽ để cái mặt top ở đây. Mình đưa ra đằng sau cho nó dễ. Sau đó mình để cái mặt left. Đây, mặt left đây.
đưa ra đằng sau, mặt đằng sau back, đưa ra đằng sau chút xíu. Rồi rồi, tạm thời mình sẽ đưa cái tay ra đằng sau, mình chưa cần biết đúng hay sai cả, bây giờ mình phải có cái động tác đưa ra đằng sau đã. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ lấy cái tay trái của chúng ta, đấy, cái tay trái của chúng ta di chuyển lên. Như các bạn thấy thì mình không có phụ thuộc quá nhiều vào các trục X, Y, Z mà mình phụ thuộc vào cái hình vuông ở giữa nè các bạn. Đó, cái hình vuông màu vàng ở giữa đây này. Đây, thì để click kích hoạt cái hình vuông đó thì mình nhắc lại ở cái bài trước là mình nhấn nhấn W nhiều lần, từ hai lần là nó đã bắt đầu chuyển đổi chế độ rồi, nên nó rất là tiện cho chúng ta. Đó, đây, di chuyển qua. Rồi, xoay xoay. Với cái rotation đó các bạn, đây, translation hoặc là rotation thì mình nhấn cũng là chuyển chế độ object, nhấn Control Shift và chuột phải để chuyển sang chế độ Rồi bây giờ thì mình kiểm tra lại lần lần nữa cho nó lên trên xíu. Rồi, cái vai của chúng ta đang bị sai đó, nhưng mà chúng ta sẽ sửa nó sau nhé. Chúng ta sẽ sửa nó sau, bởi vì khi mà đưa cái tay thì cái vai nó cũng sẽ đưa lên luôn. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ làm cái hướng người. Cái hướng người là nó ít nhất cũng phải cong cớn ra đằng sau đây, nó cong ra đằng sau và nó hướng ra đằng sau rất là nhiều, và cái đầu thì nó sẽ ngửa lên, cái đầu nó sẽ ngửa lên như thế này. Đây, rồi đấy, như các bạn thấy ở một số cái control và liên quan đến cái hông như thế này á, nó sẽ người ta sẽ thống nhất là sử dụng cái chữ là COG. COG là nó được viết như thế này, C O G. Đó, một số control đây thì người ta sẽ sử dụng cái tên là COG. Rồi bây giờ thì mình sẽ cho nó cong ra đằng sau. Ở đây có ba cái control liên quan đến cái xương sống của chúng ta. Chúng ta cũng bẻ lên. Ồ, cái này hiện tại đang là inverse. Mình lưu ở bài bài cũ. Mình tắt cái này đi và để cái chế độ là FK nhé. FK thì nó sẽ đúng hơn. Rồi, bây giờ thì mình sẽ chọn ba cái control của cái xương sống này, mình bẻ ra cong ra chút xíu. Rồi, cái đầu mình cũng cho nó cong ra chút xíu. Cái cổ nè, mình cũng sẽ cho nó cong ra. Rồi, sau khi mà chúng ta có những cái pose, gọi là những cái pose cơ bản như thế này á. Đây, những cái pose cơ bản như thế này. Có nghĩa là chúng ta đã xác định được là nhân vật của chúng ta, những cái tay, cái chân nó như thế nào rồi. Và bây giờ thì chúng ta sẽ mới sửa nó. Các bạn, bây giờ mới chúng ta mới là cái quá trình mà chúng ta sẽ sửa nó. Đầu tiên, chúng ta sẽ xem cái chân. Thì cái chân với cái tay nó được nối lên giống như một cái hình chữ C cong như thế này các bạn. Đúng không nè? Đó, cong lên như thế này. Đó, rồi cái tay nó quặt qua này. Rồi cái chân này nó đang được nhón. Rồi, cái chân này nó đang được nhón thì các bạn có thể sử dụng cái control foot roll ở đây. Đó, chúng ta hãy xem nó cong như thế nào. Nó gần như là nó cong quặp luôn. Rồi, thì chúng ta sẽ để maximum luôn. Rồi, tiếp theo. Tiếp theo chúng ta sẽ đưa cái hông này lên chút xíu. Vì sao vậy? Bởi vì cái nhân vật của chúng ta nó có một cái khoảng cách rất là lớn từ cái mũi bàn chân đến cái hông. Cái hông này các bạn đưa xuống dưới á, là nó sẽ có một khoảng cách rất là lớn. Đó, thì chúng ta cũng sẽ làm tương tự vậy. Cái mũi bàn chân, đúng không nè? Cái mũi bàn chân nó lên, nó qua cách một khoảng rất là lớn.
Đó. Đây là cái cách mà mình để xác định cái khoảng cách. Rồi. Rồi, bây giờ cơ thể nó bắt đầu nó tạo ra được những cái đường cong rồi. Đây, đây là những cái đường cong của chúng ta. Rồi bây giờ chúng ta hãy xem là cái chân phải của chúng ta là nó như thế nào. Cái chân phải của chúng ta là nó có cái đùi nó đang song song với mặt đất, nhưng mà cái cẳng chân của chúng ta nè, đó, thì nó lại ôm sát cơ thể và nó gần như chạm vào cái mông của nhân vật. Cái bàn chân của chúng ta nó cong vập lên như thế này. Rồi bây giờ nhiệm vụ đầu tiên của chúng ta là xác định cái đùi. Đây, chỉnh cái đầu gối lại chút xíu. Cái đùi nó song song với cơ thể, song song với mặt đất. Cái bàn chân của chúng ta thì cho nó quặp vô. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ đưa nó vô như thế này. Rồi bây giờ chúng ta xem lại coi đúng không. Cái chân nó quặp vô hơn nữa. Cái chân nó quặp vô hơn nữa. Rồi. Thì tiếp theo chúng ta sẽ chỉnh lại cái này, cái hông của chúng ta. Rồi, cái mặt này thì lát nữa chúng ta sẽ sửa lại sau. Hiện tại nó chưa có đúng, chúng ta sẽ làm cái này trước. Rồi, bây giờ tiếp theo là chúng ta sẽ xem là cái hông với lại cái ngực của chúng ta nó như thế nào. Cái ngực của chúng ta đang có xu hướng là nó quay về bên phải các bạn. Đây, nó quay về bên này. Nó hướng về về phía mà cái màn hình của chúng ta đó, tức là con mắt của chúng ta, mà nhân vật thì chúng ta gọi là quay quay phải. Đây, để giải thích rõ hơn thì mình sẽ diễn ở trên này. Nhân vật của chúng ta sẽ có xu hướng là cái ngực của chúng ta là nó quay sang phải như thế này nè các bạn. Đó. Nhìn là chúng ta có thể thấy là có nhìn thấy hai cái ngực ở đây. Đó, thì nó đang xoay. Thì vậy chúng ta sẽ làm cho nó đều. Thì để làm cho nó đều á các bạn, chúng ta sẽ click vào ba cái control của cái xương sống này và chúng ta xoay cùng một lúc. Đó. Thì nếu như mà các bạn mà không để ở cái chế độ mà object như thế này á thì sẽ rất là khó làm. Nếu như các bạn vô tình để chế độ work thì nó sẽ như thế này. Đó. Thì tất cả những cái mà control của chúng ta nó đều xoay theo theo work hết. Work tức là cái tọa độ của cái Maya. Đó, thì nếu như là chúng ta xoay nó sẽ rất bị sai nè, thấy không nè. Chúng ta rất là khó sửa. Bởi vậy nên á, chúng ta Ctrl Z lại, chúng ta để sang chế độ là Object. Thì khi mà chế độ Object á, tức là cái xương sống thì nó sẽ xoay theo, ví dụ trục này trục Y đúng không, trục này trục Y đang xoay thì tất cả đều xoay cùng quanh một trục và chỉ một trục thôi nếu chúng ta click vào một trục này. Đây, và nó sẽ đều hơn, các bạn thấy không nè, xoay rất là đều. Rồi, tuy nhiên nhân vật của chúng ta không có xoay lố quá như thế này. Bây giờ chúng ta sẽ xem là nó xoay như thế nào là phù hợp. Cái khoảng cỡ này là phù hợp rồi các bạn. Đó, khoảng cỡ này là phù hợp rồi. Xét về tính cân bằng thì nhân vật này vẫn chưa có cân bằng đâu. Cái mặt này lát nữa chúng ta sẽ sửa sau. Và chúng ta sẽ làm cái mặt này trước. Rồi, tiếp theo. Hồi nãy chúng ta đã nói đến cái vấn đề là cái tay này đúng không nè. Cái tay này nó đang duỗi ra đằng sau. Tuy nhiên có vẻ như nó được vượt quá cái nó vượt quá cái cổ. Thì tất cả cả nên bây giờ các bạn có thể nhìn tưởng tượng á, là bất kỳ một cái tay nào các bạn nhìn trên cái camera của cái mình nè, khi mà các bạn đưa cái tay lên á và các bạn đưa lố qua qua đầu đúng không nè, cái cùi chỏ của chúng ta mình nâng cao quá cái cổ thì là ngay lập tức là cái vai của chúng ta sẽ bị nhấc lên. Lúc nào cũng vậy, trừ khi các bạn cố tình các bạn không muốn cái vai nhấc lên mà thôi, nhưng trường hợp đó là do các bạn cố tình, rất hiếm xảy ra. Còn tự nhiên thì chắc chắn khi mà cái tay nó nâng cao quá cái cổ, tức là kể cả cái cùi chỏ cũng vậy, thì ngay lập tức là cơ thể của chúng ta nâng cái vai lên. Thì ở đây á là cái bàn tay của chúng ta sẽ xét là cái bàn tay của chúng ta đang chỉa ra đằng sau đúng không nè. Đây, bàn tay nó chỉa ra đằng sau.
Các ngón tay thì lát nữa chúng ta sẽ chỉnh sau nhé. Rồi, thì cái vai ở chỗ này của chúng ta, đây cái vai của chúng ta đây, chúng ta có thể sử dụng cái này luôn cũng được, mà mình thì sử dụng cái này trước. Đây, mình sẽ nâng cái vai lên chút xíu, nâng cái vai lên và đưa ra đằng sau một chút xíu. Đây, nâng ra và đưa ra đằng sau một chút xíu. Chúng ta chỉnh cái cùi chỏ cho nó gần với cái control cùi chỏ, nó sẽ gần với cái cùi chỏ để chúng ta dễ kiểm soát. Đó, như các bạn thấy là mình vẫn áp dụng cái cách làm là di chuyển bằng cái hình vuông này. Cứ nhấn W qua khoảng 2 lần là các bạn kích hoạt được rồi. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục là chúng ta sẽ xem là cái này khoảng là 45 độ các bạn. Đó, chúng ta đo bằng mắt á, như như mình thì mình có thể biết được, nhưng mà nếu mà các bạn á, thì các bạn có thể đo bằng mắt thử ra, hoặc là kẻ một cái đường như giống như mình nè, các bạn thấy là nó gần giống như 45 độ đúng không nè. Đó, hai góc này nó gần bằng nhau. Thì bây giờ mình cũng sẽ đưa cái tay này nó ra như vậy luôn. Rồi, các bạn đừng có bao giờ mà đưa cái control nó căng ra như thế này nhé, hiếm lắm, đừng có làm, thì nó sẽ đúng với cái khớp của chúng ta hơn, chúng ta đưa vào đúng cái khớp của chúng ta hơn thì sau này chúng ta sẽ làm nó đỡ cực hơn, sửa nó đỡ cực hơn. Rồi, cái cùi chỏ mình chỉnh lại chút xíu. Này mình được căng ra chút xíu. Ba cái control ngực này mình chỉnh lại chút xíu. Rồi, cái tay này mình đưa qua đây. Rồi, xong cái tay tay phải, bây giờ đến lượt cái tay tay trái của chúng ta nè. Đây, tay trái của chúng ta đưa lên trên, và như hồi nãy mình nói cái vai này nó có vấn đề nè, là khi mà đưa cái tay lên vượt quá cái cổ hoặc cái đầu nè, đó thì chúng ta sẽ phải nhấc cái vai lên, nhấc cái vai lên nó mới tự nhiên đó, các bạn thấy không nè, nhấc cái vai lên nó mới tự nhiên đó, nhấc lên chỉnh chỉnh một chút xíu cho nó tự nhiên. Khi mà cái này đưa lên thì cái chỗ này nó cũng sẽ đưa lên nè. Đó, mặc định nó là như thế này. Còn bây giờ chúng ta sẽ đưa lên chút xíu. Đó, theo cái viewport. Rồi, chỉnh lên. Rồi, nhân vật này sau khi đưa căng cái tay thì có quặp cái tay xuống một chút xíu. Chúng ta sẽ quặp cái tay nó xuống một chút xíu.
Rồi mình sẽ chỉnh lại cái đường cong của cái xương sống, thì cái đường cong của xương sống có vẻ như nó không có lố quá như vậy. Đây, nên như thế này thôi. Đây, cái này mới gập chút xíu, chỉnh lại. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ xem lại cái phần 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 cơ thể chúng ta ở đây. Rồi, để xét được cái độ cân bằng của cơ thể thì chúng ta sẽ phải xem cái mặt này nữa. Thì như ở cái mặt này gọi là cái mặt front, mặt trước của chúng ta, thì rõ ràng là chúng ta chưa có cân bằng nó. Thì cái độ cân bằng á là cái chân. Tất cả khi mà cái cơ thể này nó có sức nặng á thì nó sẽ tạo ra được cái bô, nó có cái tư thế, ví dụ như cái tư thế này đi đó, mình sẽ lấy cái ví dụ như tư thế này. Thì các bạn á đã biết được cái sự cân bằng hay không á là xem nhân vật mình có bị té ngã hay không. Nếu như mà chúng ta giống cái nguyên cái cơ thể xuống 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 cái mặt đất này nè, thì cái hình ảnh này càng là cái hình ảnh chúng ta có thể đoán là cái trọng lượng cơ thể của nhân vật ở đây bên phải, đúng không, so với cái chân ở đây. Đây, so với cái chân ở đây đó, cái phần trọng lượng cơ thể ở bên bên phải nè nó sẽ nhiều hơn bên trái, đúng không? Thì tất nhiên là nhân vật này nó sẽ đổ xuống xuống bên phải như ở đây, bên phải cái màn hình của chúng ta nhé. Đó thì chúng ta sẽ xem như vậy, ý của mình là nó sẽ như vậy, và chúng ta sẽ buộc phải chỉnh lại sao cho nó cân bằng. Rồi ở đây á, cái chân á, sau khi mà chúng ta làm đến cái bước này á, thì cái chân của những cái nhân vật này á, nó sẽ có xu hướng là đưa vào trong đó, chân chân xu hướng này nó cũng sẽ đưa vào trong luôn đó, nó là một cái tự nhiên của cơ thể mà thôi. Còn cái chân này á, đàn ông thì chúng ta sẽ banh ra rất là nhiều. Rồi đối với cái cơ thể này á thì chúng ta sẽ xem ta sẽ bật cái IK lên, thì bật cái IK lên chúng ta sẽ chỉnh được cái phần hông ở đây. Đấy thì khi mà cái chân này á được nhấc lên, cái chân mà có trọng lực đó các bạn, đó nó đang bám đất mà cái chân này á, nó nhấc cao lên á, thì cái hông của chúng ta sẽ có xu hướng là xoay như xoay xoay lên theo cái chiều nhấc của cái chân của các bạn. Ví dụ như chiều nhấc của cái chân của các bạn là chân phải, đúng không nè, thì cái hông nó sẽ xoay xoay lên theo cái chân đó, là tức là bên bên phải luôn. Chúng ta sẽ xoay như thế này, thì khi mà xoay như thế này á các bạn có thể thấy là cái chân này nó đang khuỵu xuống, đúng không nè, thì chúng ta sẽ phải nhấc cái này lên để bù nó lại cái khoảng hồi nãy nó bị xuyệu xuống nè, nó bị xuyệu xuống nè, chúng ta phải căng nó lên lại. Rồi sau khi căng nó lên lại xong thì bây giờ chúng ta sẽ chỉnh tất cả cái bâu này lại các bạn. Rồi cho nó cân bằng lại, nó sẽ có xu hướng là nó xoay nghiêng qua bên bên phải cơ thể đây. Rồi rồi như các bạn thấy lúc này á, cơ thể của chúng ta là nó có xu hướng là
cân bằng rồi. Một 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 bên á, ví dụ như mình có thể xem, mình kẻ đôi cái từ hông lên, mình có thể xem là bên trái cơ thể có khối lượng gần bằng với bên phải cơ thể như thế này là ok, là ổn rồi. Thế này là làm quen thì chúng ta sẽ biết thôi, sẽ cân bằng được thôi. Rồi tiếp theo, sau khi làm xong thì chúng ta sẽ chỉnh lại một chút xíu cái bow của cái đầu chút xíu. Thì cái đầu của chúng ta là có xu hướng là hướng lên, nhìn hướng lên lên trời như thế này các bạn đó. Cái cằm chúng ta cũng ngước rất là cao, cái đầu chúng đó thì chúng ta sẽ chỉnh lại. Đây, tinh chỉnh chút xíu. Rồi, cái cằm nó sẽ hướng lên lên trên chút xíu. Đó, để cho cái khuôn mặt nó mắt nó nhìn 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 lên trên. Rồi, chúng ta sẽ xem cái góc này như thế nào. Góc này chúng ta sẽ xoay nó qua đây cho nó thẳng chút xíu. Rồi, cho cái đầu nó thẳng chút xíu. Rồi. Và bây giờ chúng ta sẽ xem lại cái tay chúng ta, nó không còn là 45 độ nữa, do hồi nãy chúng ta đã chỉnh cái hông nên cái tay nó cũng bị chịu ảnh hưởng luôn. Giờ chúng ta sẽ kéo nó ra ra đây chút xíu. Đừng có kéo căng nha các bạn. Đừng có kéo căng, kéo vừa phải thôi. Đó. Kéo vừa phải như thế này thôi. Chỉnh lại cái cùi chỏ của chúng ta. Mình sẽ đưa cái tay này lên đây. Đưa cái cùi chỏ lên gần cái control cùi chỏ lên gần cái cùi chỏ chút xíu. Đó. Rồi bây giờ thì mình sẽ chỉnh lại cái ngón tay. Thì ngón tay á sẽ có cái xu hướng thoai thoải chứ không có thẳng băng như thế này đâu. Rồi ở đây có cái control này, rồi mình sẽ cho nó thoai thoải chút xíu. Đó. Có một cái control ngón tay ở đây. Rồi. Cái này mình sẽ quặp nó vô. Vừa phải thôi. Rồi. Rồi, nó sẽ tạo ra được một cái đường thẳng từ từ trên ngực xuống cái bàn tay của chúng ta. Ở đây cũng vậy các bạn. Chúng ta cũng sẽ làm tương tự. Nhấn F để zoom vào cái control của chúng ta. Nếu mà chúng ta xa quá, chúng ta sẽ thể nhấn vào một cái control ở xa này và chúng ta nhấn chữ F. Tự động nó sẽ zoom zoom lại cho chúng ta nhanh hơn. Chúng ta có thể nhấn Shift để chọn nhiều cái control liên tiếp với nhau. Rồi, kéo nó xuống. Nhấn control để quét bỏ chọn nó đi. Nhấn control quét bỏ chọn đi. Rồi, cái bàn tay ở chỗ này chúng ta sẽ quặp vô chút xíu. Thoải thoải mà. Rồi, ở đây, nhét vô. Cầm nó vô, đưa nó lên, phải không? Cầm nó lên như thế này thôi.
đưa cái này lên. Rồi. Như vậy là bàn tay của chúng ta tương đối là giống với cái hình của chúng ta rồi. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục làm xong thì chúng ta sẽ tiếp tục xem nó có thật sự cân bằng hay không. Như mình thấy là cái chân này nó cũng chưa có cân bằng lắm đâu. Thì chúng ta sẽ chỉnh chút xíu cho nó qua đây chút xíu. Đó, cái đầu gối ở đây cần banh ra nhiều hơn nữa. Đó, cần banh ra nhiều hơn nữa để cho có vẻ như là cái trọng lượng trái phải so với cái hông của chúng ta nè, nhưng mà chúng ta sẽ vẽ một cái đường lên. Đó, thì xem bên trái hay là bên phải nó đã cân bằng hay chưa. Đó. Rồi. Thì với cái bài pose này thì mình đã làm tương đối là xong. Cái này nhấc cái đùi lên chút xíu. Rồi. Tương đối là đã xong. Thì các bạn thấy là cái việc mà tạo pose nó khá là đơn giản đúng không nè? Giống như là chúng ta múa rối vậy. Chúng ta cầm các control giống như chúng ta cầm một con búp bê lên và bẻ, bẻ lên, bẻ xuống, bẻ dọc, bẻ ngang, bẻ bẻ ngửa. Làm sao cho nó giống nhất có thể theo cái trí tưởng tượng của chúng ta. Đó. Thì cái quá trình này nó làm khá là nhanh. Tuy nhiên với những cái bạn mới á, các bạn còn về cái nhận thức về 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 không gian, về hình học á, thì mình có một lời khuyên cho các bạn để tăng tốc độ làm việc lên, đó chính là các bạn sẽ phải xoay liên tục giống như mình đang xoay như thế này. Có nghĩa là những cái mặt này nè, ví dụ như mặt left nè thì xoay tương đối mặt left, mặt phải nè, mặt front nè thì là phải ra được cái mặt front, chứ đừng có mặt nghiêng như thế này các bạn nhé. Hiếm lắm, nếu như các bạn làm kinh nghiệm lâu năm á thì các bạn làm một cái mặt nghiêng như thế này á nó sẽ dễ dễ hơn, tại vì các bạn đã tưởng tượng ra được hết không gian rồi. Nhưng mà mới với các bạn mới á, các bạn hãy để một cái mặt left, front ra mặt front, right ra mặt right, top thì ra top. Đó. Thì các bạn sẽ dễ làm hơn chứ đừng có làm nửa vời. Đó, ví dụ như không không phải ra top mà nó hơi hơi xéo 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 một chút xíu, các bạn sẽ rất rất là khó hình dung nếu như chưa có nhiều kinh nghiệm. Rồi. Thì ở đây á, mình cũng có để ý là các bạn hay sử dụng cái tính năng này. Đây, cái viewport ở bên này. Đó. Có rất là nhiều bạn hay sử dụng cái tính năng cái viewport ở này. Cái tính năng viewport ở trên này gọi là cái tính năng viewport nhìn nó tuyệt đối luôn. Tại vì sao mình nói nó tuyệt đối? Tại vì á nó có thể đây, left là ra left luôn. Right thì ra right luôn. Front ra front luôn, rất là nhanh. Tuy nhiên, mình không khuyến khích các bạn sử dụng phương pháp này. Tại vì sao? Tại vì nếu như các bạn sử dụng cái phương pháp đó thì các bạn sẽ di chuyển nhân vật nó lâu hơn, cái viewport nó cũng lâu hơn và cái gì nó cũng lâu hơn hết cả. Trong khi các bạn có thể sử dụng cái biện pháp là xoay cái viewport chính này, không cần phải tuyệt đối mà chỉ cần là tương đối mà thôi, cái gì cũng vậy tương đối mà thôi thì nó sẽ nhanh hơn. Đó, vì chúng ta đằng nào cũng sẽ phải sửa lại rất nhiều lần. Phải nói là chúng ta sẽ sửa lại rất nhiều lần. Giống như hồi nãy khi mà mình sửa lại cái hông ở đây, ngay lập tức cái chân ở đây nó bị sai. Tại sao lại như vậy? Tại vì nó tất cả những cái control này nó đều đều liên quan với nhau, đều liên đới với nhau cả, liên kết với nhau. Cái chia ảnh hưởng thì cái còn lại cũng sẽ bị ảnh hưởng theo. Bởi vậy nên ngay từ đầu mình đã làm không có chuẩn, sau đó mình mới sửa. Tất nhiên là khi mà chúng ta phát triển một cái pose chúng ta sẽ phải phát triển trước. Ví dụ như hồi nãy là mình làm, là nếu các bạn xem lại video là mình sẽ làm cái chân trước nè, đúng không nè? Đó, sau là cái tay mình cứ đưa ra hết, nó không có đúng nhưng ít nhất là nó cũng ra được hình thù và sau đó chúng ta mới sửa. Và chúng ta theo cái kinh nghiệm của mình là đối với những cái động tác mà là từ xuất phát từ chân và chạm mặt đất thì chúng ta hãy làm từ dưới lên trên, tức là làm từ chân. Đó, và các line of action như thế này, khi mà các bạn vẽ lên trên trên cái hình như thế này thì mặc dù là nó nguệch ngoạc đó nhưng mà nó sẽ giúp cho chúng ta hình dung dễ hơn trong 3D. Tại sao? Tại vì nếu bây giờ nếu đối chiếu vào 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 hình 3D chẳng phải là chúng ta cũng cũng đã có được một cái hình line of action hay sao? Đúng không nào?
Đó thì ở cái bài tiếp theo, những cái bài tiếp theo mình sẽ cố gắng làm video để luyện tập cho các bạn, để cho các bạn có thể tự tin để làm những cái pose pose nó đẹp hơn nữa. Rồi, chúc các bạn thành công và hãy ngay lập tức lấy ra nhân vật của chúng ta mà chúng ta tải về và thực hành đi. Rồi, hẹn gặp lại các bạn ở trong cái video tiếp theo. Chào các bạn.